Mến chào cô chú anh chị quý nhà đầu tư. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư, đây là cũng là một cái siêu phẩm mặt tiền view sông Vàm Cỏ Tây nha cô chú anh chị. Với một cái lô đất có diện tích là 13.657 m² nha. Lô đất tọa lạc tại xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trên màn hình cô chú anh chị, đây là đường vào đất nha. Đường thì xe hơi du lịch 16 chỗ, xe tải 3,5 tấn, 5 tấn là vi vu. Đây là vị trí thửa đất này cô chú anh chị, xung quanh dân cư đông đúc hiện hữu nha. Với mặt tiền đường lộ nhựa này á, ngang là được khoảng 48m nha cô chú anh chị. Chạy thẳng dài vô là được 236m. Cái mặt tiền view sông Vàm Cỏ tầm khoảng 88m nha. Thì để một tí nữa em sẽ quét lên công ảnh nè, rồi em sẽ bay con live cam cái khu vực này cho cô chú anh chị xem. Đối với sản phẩm này thì không hề đất không hề dính quy hoạch gì hết nha cô chú anh chị. Điện nước đầy đủ, dân cư đông đúc hiện hữu nha. Thì đất thì chủ nhà có lên liếp cũng sơ sơ, cũng có săn lắp 2-3 mớ rồi nha cô chú anh chị. Thì cách đường tỉnh lộ DT833 từ bên ngoài vào tầm khoảng 450m thôi nha, rất là gần luôn nha cô chú anh chị. Thì cách trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng tầm khoảng cây mấy số thôi nha. Đó, cũng rất gần luôn. Chợ Mỹ Thạnh là tầm khoảng 2km nha. Trung tâm Thủ Thừa, chợ Thủ Thừa tầm khoảng 9km. Dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An là khoảng 12km nha. Quốc lộ N2 là tầm khoảng 15km. Sài Gòn về giáp ranh Nguyễn Văn Linh tầm khoảng 42km nha cô chú anh chị. Đức Hòa là 50km. Thì có cái trụ móc giáp ranh hẳn hồi rồi nha cô chú anh chị. Từ ngay vị trí cây trụ đó, xịt đỏ đỏ đó ngang qua thì em đo khoảng là 48m nha. Thì điện nước đầy đủ nè, đường thì đã cán nhựa một phần rồi nha, cán hình như là một lớp nhựa rồi đó cô chú anh chị. Thì xung quanh nha, dân cư đông đúc hiện hữu nha cô chú anh chị ơi. Thì đối với sản phẩm này thì thích hợp để làm vườn nè, xây các nhà vườn, xây nhà biệt thự ven sông, nhà vườn ven sông, hoặc là mình làm bãi cắt đá đồ á, rất ok. Thì đối với view sông Vàm Cỏ Tây á, thì ghe vài ngàn tấn là mình có thể đi được nha. Còn đối với mặt tiền này thì chỉ có đường được xe tải 3,5 tấn, 5 tấn, 8 tấn nha cô chú anh chị. Còn đường xe công thì khu vực này em bó tay nha, tại vì trọng tải em thấy đường ngoài để giới hạn là 8 tấn nha cô chú anh chị. Thì tổng diện tích là 13.657 m². Thì trong đó có 641 m² là đất thổ nha, còn lại là 6.474 m² là cây lâu năm, và có 6.144 m² là đất lúa nha cô chú anh chị. Em xin nhắc lại nha, mặt tiền của thửa đất này á, đường xe hơi du lịch 16 chỗ, xe tải 8 tấn luôn, đó là vi vu. Thì ngang qua là được 48m nha cô chú anh chị, mặt sông Vàm Cỏ là được 88m, cái cạnh chạy thẳng là được 236m. Còn cái hình dạng thửa đất thì để một tí nữa em sẽ quét lên công ảnh là một. Cái thứ hai em sẽ bay con live cam, em sẽ vẽ cái thửa đất này cho cô chú chị xem ha, hình dung hiểu rõ được cái hình dạng. Cái hình dạng thửa đất này nó cũng tương đối lạ như cô chú chị, nó giống như cái búa vậy đó, nó có hình lưỡi búa, cũng rất là thú vị luôn. Đó, thì về cô chú anh chị nào, nói chung là sản phẩm này ai cảm thấy phù hợp với mình thì cứ alo qua bên em nha, em thấy cũng tương đối ok đó. Thì trên màn hình cô chú anh chị em sẽ bay con live cam lên nè. Đó, khu vực này cô chú anh chị nhìn thấy có nhà vườn, nhà nóc thái đâu đó, nhà lầu đâu đó rất là nhiều nè. Đó, trồng mai đâu, nhìn thấy cây cảnh rất là đẹp nha, cái nóc xanh xanh đó, nhà biệt thự thấy cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Về mình làm một cái căn biệt thự trên đất nè, view sông nữa, rất là thoáng mát luôn. Thì cái hướng phong thủy của thửa đất này, hướng view sông Vàm Cỏ là hướng đông nha, hướng chánh đông, còn hướng con lộ là hướng chánh tây nha cô chú anh chị. Nói chung là nó hơi lệch lệch một tí, chánh đông và hướng chánh tây. Đây từ trên cao, đây là độ cao đạt là gần 300m nè cô chú anh chị. Đó, thì nhìn thấy rất là rõ nguyên cái khu vực này luôn. Đó, cái bên có căn nhà yến đó. Còn nhà khu vực này thì tương đối dân cư là nhà tường rất là nhiều luôn nè. Đó.
thì em xin nhắc lại nha, diện tích trên sổ là 13.657 m2, đất có hai mặt tiền, một mặt tiền là đường lộ xe tải 8 tấn và một mặt tiền là view sông Vàm Cỏ, thì tích hợp làm kho xưởng nè, làm bãi cắt đá vân vân. Nói chung thì cái view như thế này thì cô chú anh chị làm kho xưởng thì quá ok rồi. Còn đối với điện thì chỉ có điện sử dụng, điện xài bình thường thôi nha, điện ba pha thì khu vực này, cái đường này không có nha cô chú anh chị. Đây là cái mật độ dân cư, cô chú anh chị có thể nhìn rõ. Đây là ba con live cam đạt độ cao là 350m nè cô chú anh chị, từ trên cao nhìn xuống ha, rất là đẹp luôn. Nhà dân ha, nhìn thấy được cái thửa đất, cái hình dạng cũng tương đối ok á. Vì lý do cái thửa đất này nó hơi dài nha, nó dài, độ dài của nó là 236m, nói chung tầm khoảng đó. Đó, cho nên em phải bay đạt độ cao đó mới vẽ được thửa đất nha. Đây là cái hình dạng thửa đất nè, khoảng 48m chạy thẳng là 236, nó hậu là khoảng 88 view sông Vàm Cỏ đó. Hình dạng này là giống hình dạng lưỡi búa nha cô chú anh chị. Thì em vẽ tương đối thôi, mang tính chất tham khảo cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư xem, hình dung hiểu rõ, để khi mình quyết định mình có thể nên mua cái thửa đất này hay không nha. Em thấy rất là giống lưỡi búa đó. Lưỡi búa này là mình chẻ ra tiền đó, ra vàng rồi đó. Nói chung là tùy theo cái góc nhìn mọi người để đánh giá được cái sản phẩm này có phù hợp với mình hay không nha cô chú chị. Thì đường xe hơi du lịch 16 chỗ, xe tải 8 tấn là Vivu. Đây là mình có thể nhìn thấy được chợ Mỹ Thạnh luôn, rất gần nha cô chú chị. Vị trí này là chợ Mỹ Thạnh, tầm khoảng 2 km nè. Trường học sát bên luôn, chỉ có khoảng cây mấy thôi, khoảng chắc khoảng cây rưỡi, cây 8 gì đó. Trường cấp 1, cấp 2 sát bên luôn. Sản phẩm này mà cô chú anh chị về làm nhà vườn nè, biệt thự ven sông, nhà vườn ven sông, hoặc khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, tùy theo nhu cầu anh chị nha. Thì trên đất nó đã có hẳn là 641m2 là đất thổ rồi nha cô chú chị. Đó, con sông Vàm Cỏ này rất là to luôn. Đó, em sẽ hạ con live cam xuống khu vực này ha, bay dạo dạo dài vòng cho cô chú anh chị tham quan, tham khảo cái khu này ha. Đất khu này em thấy tương đối ok á, rất là đẹp, nước ngọt quanh năm nha cô chú anh chị. Nói chung là view sông Vàm Cỏ Tây á, là nước ngọt quanh năm luôn. Nước phù sa, cô chú anh chị có thể nhìn thấy nước nó lợ lợ đục đục á. Cái con đường của thửa đất này nó sẽ thông ra luôn lộ DT833 nha. Em sẽ lia nguyên cái con live cam cho cô chú chị xem ha. Cái con đường đó là quay một vòng đó, nó cũng thông ra DT833 luôn. Chạy vào nó chạy như chữ U nha cô chú chị. Nhìn thấy chiếc xe hơi chạy bên ngoài luôn đó. Ngay vị trí xe hơi chạy đó là đường tỉnh lộ DT833 nha cô chú chị. Đây, ngay vị trí ngã ba này là cũng là DT833 luôn. Thì từ ngay chỗ vị trí ngã ba đó vào đất nha, nó chỉ có khoảng gần 500m thôi, 450m, cho nên rất là ok. Đây là cái vị trí thông ra DT833 nè. Đó. Rồi cô chú anh chị xem video này á, mà thấy cái sản phẩm này phù hợp với mình, xem video hợp nhãn thì cứ alo anh em xem đất thực tế ha. Thì sản phẩm này em thấy cũng tương đối ok ha. Thì giá bán chính chủ của thửa đất này á, thì tổng diện tích là 13.657m2, trong đó có 641m2 là đất thổ nè, còn lại thì có 6.474m2 là cây lông năm và 6.144m2 là đất lúa, thì tổng là 13.657m2. thì chủ bán với giá là 17 tỷ nha cô chú anh chị, 17 tỷ hết đất nha. Còn giá như thế này thì cô chú anh chị nếu xem ok ưng ý thì mình có thể gặp chủ nha, gặp chủ thì giá cả thì chủ yếu là hai bên nha. Đó, nhìn thấy chiếc xà lan ghe đầu đó đậu bên sông, ngay chỗ góc cua nha cô chú anh chị. Em thấy rất là ok, nhìn thấy những thửa đất như thế này nhìn rất mát mắt luôn nha cô chú anh chị. Đó, nhưng mà không có tiền sở hữu thôi, nó nhìn rất là đẹp. Nói chung rất ao ước một có những cái thửa đất như thế này ha. Thì tùy theo điều kiện mỗi người thôi, ai cũng có quyền một ước mơ. Nhưng đối với em thì nó vượt quá khả năng của mình nha cô chú anh chị. Nó chỉ dám mơ ước thôi,
nó dành cho những cô chú anh chị nào mà có tài chính phù hợp nha. Còn em thì chỉ dám ước mơ sở hữu được những sản phẩm như thế này ha. Nó làm nhà vườn biệt thự ven sông ở là quá đẹp, quá mát mẻ luôn nha cô chú anh chị. Em xin nhắc lại nha, thì cách chợ là 2,2 km nè. Trung tâm Thủ Thừa, chợ Thủ Thừa là khoảng 9 km, dòng xây phường 5 là tầm khoảng 15 km, mốc giáp ranh Nguyễn Văn Linh thì tầm khoảng 42 km, còn Đức Hòa về tầm khoảng 50 km nha. Thì Sài Gòn về thì Nguyễn Văn Linh thì về mình có thể đi theo quốc lộ 1A về tới dòng xây phường 5, mình chạy thì về tới chợ ngay chỗ chợ Mỹ Thạnh nha cô chú chị. Thì cô chú chị nào tùy theo cái vị trí của cô chú chị, mình cứ xem cái định vị về tới chợ Mỹ Thạnh cầu Bà Miêu, thì từ ngay chỗ chợ Mỹ Thạnh cầu Bà Miêu về thì tầm khoảng 2 km nha cô chú chị ơi, rất là gần luôn nha. Thì đa phần cái mặt tiền view sông cũng tương đối, tùy theo cái sản phẩm có săn lắp rồi nha. Đối với sản phẩm này á thì chủ nhà cũng săn lắp 2-3 mớ, thì có lên có múc clip đào ao, thì về thì cô chú anh chị có thể cải tạo nè, sở hữu mình sửa chữa thêm. Bên trong thì có nhà dân rất là nhiều, điện nước đầy đủ cho cô chú anh chị. Thì mỗi video trên màn hình em đều để mã số video hết nha, thì cô chú anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha cô chú chị. Thì em sẽ bay con live cam vòng qua cái khu vực này ha, bay xuống cánh đồng lúa xanh bát ngát cô chú chị ơi. Đó có một số cái căn nhà biệt thự nè, nhà tường nó nhìn rất là ok ha. Cái ao này thì em thấy cũng tương đối to đó, thì mình săn lắp thì chắc cũng bộn tiền nha cô chú chị. Thì còn giá bán chính chủ là 17 tỷ nha. Cô chú anh chị nào mà cảm thấy ok hợp nhãn mua sở hữu thì cứ alo anh em nha. Thì cái view sông á, những sản phẩm view sông á thường thường rất là mát mẻ nè, rất là thuận lợi trong việc tàu ghe, ghe trọng tải lớn đâu đó cập vào bến làm bãi đổ vân vân ha. Hoặc là cái view nó rất là mát mẻ cho nên mình làm những cái căn nhà vườn ven sông là quá đẹp nha cô chú anh chị. Đối với em xin nhắc lại nha, mặt tiền của view sông này nó tầm khoảng 88 m nha. Thì bay con live cam nhìn nhỏ xíu vậy thôi chứ thật ra ngoài thực tế nó rất là lớn nha cô chú chị. Lý do là em bay trên độ cao là gần 300 m, 200 m, cho nên cô chú chị nhìn thấy nhỏ vậy chứ ngoài thực tế nó rất là lớn nha. Đây là con lộ nhựa nè, nó sẽ thông ra ngoài đường tỉnh lộ DT833 luôn. Thì đường đi tỉnh lộ DT833 được nối liền từ dòng xây phường 5 ha, nó chạy dài luôn về tới thị xã Kiến Tường luôn nha cô chú chị. Đường này hiện tại nó đang mở rộng nâng cấp ra ha. Còn đây là cái con lộ nhựa nè, em hạ con live cam xuống nha. Còn đây là hình dạng thửa đất nè cô chú chị, hình dạng như cái búa nha, rất là giống cái búa luôn. Tùy theo góc nhìn mỗi người thôi, em thấy rất là giống cái búa nha cô chú chị. Diện tích là 13.657 m² nha. Thì mặt tiền nó tầm khoảng 48 m nha. Thì em báo phỏng phỏng cỡ đó nha. Còn mặt tiền view sông tầm khoảng 88 m. Hàng này thì cũng rất ok, tùy theo nhu cầu của cô chú anh chị thôi nha. Đối với những sản phẩm đất view sông mà có mặt tiền lộ xe hơi nhiều như thế này cũng tương đối nhiều rồi. Rồi view sông mặt tiền nhiều nữa cũng hiếm hoi nha. Diện tích một mẫu máy thì thích hợp, tùy theo cái nơi mà cô chú anh chị chọn thôi. Thì sản phẩm view sông thì cũng gọi là hiếm, là mỗi nơi mỗi giá thôi. Còn đây là hướng tây bắc đó, còn đây là hướng đông bắc, hướng đông nam nha. Có nghĩa là mặt tiền view sông là nó hướng đông nhưng hơi lệch đông nam tí nha cô chú anh chị. Thì mỗi video em đều để mã số video hết nha cô chú anh chị, trên màn hình đều có mã số hết. Và cảm ơn cô chú anh chị quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy video này hay hữu ích thì cô chú anh chị hãy bấm nút like và đăng ký miễn phí nha. Để khi em ra video mới nhất thì cô chú anh chị sẽ là người đầu tiên xem video, có cơ hội sở hữu được đất đẹp và đất rẻ nha. Và em cũng rất là vinh dự khi được cô chú anh chị quý nhà đầu tư quan tâm theo dõi.
Chúc cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư có nhiều sức khỏe, sở hữu thật là nhiều đất đẹp và đất rẻ giá tốt nhất thị trường nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả cô chú anh chị.